của Trung tâm Thúy Nga. Kính thưa quý vị, trong livestream ngày hôm nay, Ngọc Hưng rất vui để mà xin mời quý vị cùng gặp gỡ. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên đến với livestream của Trung tâm Thúy Nga, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Hồ Lệ Thu xin chào tất cả mọi người đang coi livestream. À, mọi người nhớ nha, đừng có rời điện thoại, đúng không? Dạ, dạ, dạ. Điện thoại. À, kính thưa quý vị, danh hài Hoài Tâm 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 Tâm. Hello, chào quý vị khán thính giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga cũng như là của đài Việt Face TV. Chào Ngọc Hân, chị Hồ Lệ Thu và người... Kính thưa quý vị, và người đẹp của tụi em ngày hôm nay, nữ ca sĩ xinh đẹp Hà Thanh Xuân. Hà Thanh Xuân xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga. Và xin chào Ngọc Hân, xin chào chị Hồ Lệ Thu và xin chào anh Hoài Tâm. Yeah. Xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trước tiên thì... mở đầu livestream thì chúng tôi có một tin vui và một tin ít vui hơn. Một tin ít vui hơn á, là thưa quý vị là danh hài Hồng Đào thì đã bị sốt. Chị mới vừa bay từ xa về và rất tiếc là chị đã bị sốt, bị cảm rồi. Cho nên là chị xin cáo lỗi cùng với quý khán giả là ngày hôm nay chị không có xuất hiện trên livestream được. Nhưng mà Ngọc Hân tin là một ngày hôm khác thì Ngọc Hân nhất định sẽ bắt cóc chị Hồng Đào để lên livestream để mà gặp gỡ quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái tin vui lớn, vô cùng lớn, vui ơi là vui, đó chính là thưa quý vị, ngày 1 tây tháng 7 sắp tới đây thì chương trình Paris by Night Special Tiếu Vương Hội sẽ được chính thức phát hành độc quyền trên YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga. Vui là tại vì quý vị sẽ không cần bây giờ không có cần phải bỏ tiền ra mua nữa mà có thể vô trong kênh của Thúy Nga và coi được liền YouTube, đúng không? Dạ. Mới toanh luôn quý vị. Mới toanh, kính thưa quý vị, đây là chương trình được chờ đợi làm cho khán giả nôn nao xôn xao hôm bữa đến giờ, là bởi vì chương trình này là thu hình là như 2 năm về trước rồi mà đến tận bây giờ mới phát hành, và Trung tâm Thúy Nga đặc biệt là chọn lựa phát hành trên YouTube channel trước là để đúng vào dịp lễ độc lập July 4th của Hoa Kỳ thì tất cả gia đình quay quần lại bên nhau có thể ngồi xem chương trình Tiếu Vương Hội và cười thoải mái, cười thả ga. Lặp lại một lần nữa, ngày 1 tây tháng 7, kính thưa quý vị, chương trình Paris by Night Special Tiếu Vương Hội do công ty iShell Beauty bảo trợ sẽ được chính thức phát hành trên YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga. Rồi, bây giờ trở lại với những tin vui dồn dập khác. Thưa quý vị, chị Hồ Lệ Thu sau vài năm vắng bóng trên Trung tâm Thúy Nga thì lần này sẽ chính thức trở lại với sân khấu Paris by Night. Cảm giác của chị trong lòng chị bây giờ như thế nào nè? Hả, cảm giác hả, Hồ Lệ Thu rất là nôn nao. Tại vì thực ra là 40 năm kỷ niệm thì sẽ chắc Hồ Lệ Thu sẽ không có mặt ở 40 năm nữa đâu. You never know. Hả? Never know. Không, tới giờ vẫn còn hát mà. Em hiểu ý của chị Thu nói, tức là giống như là chị rất là appreciate những cái gì mà đã đi qua cái con đường ca hát của chị, và có thêm một cái ngày là coi như là mình sống trọn vẹn, nên là chị đúng tại vì rồi, em ý của em là chị Thu năm nay mới có 29 à, 40 năm nữa đâu thì cũng mới 69. Chị là forever 21. Trời ơi, em nói chị ơi, lố ơi chị, chết già em. Người ta mới mừng birthday 21 tuổi của người ta xong. Em hơi lố, dạ em lỗi của em, dạ chị Hồ Lệ Thu mới forever 21. Dạ, vậy là chị Thu lớn hơn em 2 tuổi đó, em mới 19 à. Xuân ơi, mấy mình nắm tay nhau ra ngoài kia ngồi phê chị Xuân, chứ bây giờ mình thấy mình lẻ loi với cái hội Forever 21 này quá, phải không? Không biết tại sao không? Tại vì là Hồ Lệ Thu đi đâu hát là mọi người cũng muốn Hồ Lệ Thu say. Mà 21 tuổi mới say được, 19 chưa có say được đâu Tâm ơi. Phải 21 rưỡi đi. Chị ơi, nhưng mà mỗi lần chị đi hát như vậy người ta muốn chị say. Nhưng mà em nghe người ta hay nói là bia rượu đi chung với tội lỗi, người ta muốn chị say rồi, có ai có muốn tội lỗi với chị không? Người ta muốn tội thì kệ người ta. Còn cái như người ta thèm muốn, người ta ao ước, đó là chuyện của người ta. Đúng rồi. Còn cho hay không là quyền của chị. Tại vì ai cũng có quyền ao ước, mơ ước, phải không? Như vậy thì bây giờ có ai mà đang mà me chị Hồ Lệ Thu muốn chút chị say thì hẹn gặp ở Bangkok đi nha. Tại Bangkok bên đó là đồ ăn cũng ngon, nghe nói rượu cũng nhiều nữa chị. Rượu nhiều không? Rồi mấy quán bar club của mình bữa tối cũng rần rộ lắm, cho nên là ai cũng muốn chút say chị Hồ Lệ Thu cứ qua Bangkok đi xem show xong mời đi. Đi xem show xong rồi mình đi say sau show. Nhưng mà bây giờ mình nói về cái hành trình 40 năm hoặc là hành trình Paris by Night của mỗi khách mời ngày hôm nay đi. Ok. Bây giờ bé Xuân trẻ nhất. Anh cho bé Xuân kể trước đi. Bây giờ mà Xuân kể trước đi Xuân. Em nhớ là cái cuốn đầu tiên khi mà Hà Thanh Xuân được làm việc với Trung tâm Thúy Nga là cuốn
Như cuốn song ca 121 và em xuất hiện với ca khúc là Đẹp Lòng Người Yêu cùng với lại nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Song ca nhạc vàng. Song ca nhạc vàng thì đó là cái bài hát đầu tiên mà Hạnh Xuân xuất hiện trên sân khấu của Thúy Nga, và cho tới ngày hôm nay thì bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cuốn này em nghĩ chắc cũng phải 6 năm chứ, 5-6 năm rồi phải không ạ? Thì cũng thời gian quý vị thấy là nó trôi qua rất là nhanh luôn. Nãy giờ mấy anh em ngồi đây mà cứ ngồi nói chờ anh ơi, hôm bữa mình hát ở show 35 năm là ở Minnesota là mới đây, là lúc đó em còn nhớ là em ngồi ăn rồi tập kịch chung với là anh Tài, mà bây giờ anh Tài thì không có còn nữa. Nhưng mà mình đã bước qua hành trình 40 năm thưa quý vị. Đó là một cái con số mà Hà Anh Xuân nghĩ nó rất là ý nghĩa, không riêng gì với tất cả các anh chị em nghệ sĩ mà với Trung tâm Thúy Nga và với tất cả những cái sự đóng góp của tất cả các thế hệ cùng với Trung tâm Thúy Nga để mà mình hình thành nên một cái quãng đường rất là... Hà Anh Xuân, đối với Hà Anh Xuân nghĩ là Hà Anh Xuân quá may mắn, tại vì em được... đứng trên sân khấu Thúy Nga và được làm việc chung với lại các đàn anh, đàn chị rất là nhiều thế hệ. Và cho tới ngày hôm nay thì Hạnh Xuân nghĩ đó là một cái điều mà vô cùng quý giá và hạnh phúc. Không riêng gì với em mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong Trung tâm Thúy Nga rất mong muốn được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả tại kỷ niệm 40 năm. Và đặc biệt là ở tại Thái Lan và Bangkok nha quý vị. Còn anh Tâm thì sao? Bây giờ anh, nhưng mà bé đề nghị như vậy, thực sự cái chặng đường hành trình 40 năm Paris by Night của anh là không phải bắt đầu từ trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga, mà bắt đầu từ anh hồi nhỏ xíu rồi, hồi xưa anh mê fan cuồng của Paris by Night đúng không? Dạ, bật mí với là Ngọc Hân với là chị Thu và Xuân là Tâm là dạ là fan cuồng của Thúy Nga, tại vì lúc đó thì Tâm nhớ là khoảng như chừng Tâm lúc mới có 7 tuổi thôi, còn ở Việt Nam thì Tâm nhớ là đón coi cuốn Paris by Night đầu tiên cuốn số 1. Cuốn số 2, dạ. Rồi em coi riết cho đến cuốn 15 thì em mới qua tới Mỹ. Cho vì nhà em là bán băng đĩa đầu máy đồ đó chị. Dạ, cho nên... Có phải ở Quỳnh Thúc Kháng không? Ở Quỳnh Thúc Kháng. Không, 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 không. Vậy là có in lậu đĩa Thúy Nga hồi đó không? Dạ thì... Không, cái thời đó em nghĩ là chắc chưa có lậu đâu. Hồi đó là không phải là muốn, mà thật sự là ai cũng kể cả... Chờ đợi đúng không? Chờ đợi đó. Thực sự là tại vì ở Việt Nam lúc đó là ít có, đâu có băng đĩa gì. Đâu có đĩa gốc. Mọi người ai cũng có trông chờ xem, cho nên là cái chuyện... Mà chị biết em nhớ là... Quý vị nhớ là ngày xưa mình... Để chia sẻ cho nhau xem nữa. Hồi xưa mình có cái đĩa là đĩa gốc thì nó là NTSH đúng không? Thì mình xuống ban CKM đồ này đỏ đồng đồng mấy chuyện ra coi. Thời là lúc đó là rất là yêu thích và coi riết suốt đến ngày trở thành nghệ sĩ. Đó là cuốn Paris by Night 81 là em được đến với gia đình nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga. Anh ơi, như vậy anh có nghĩ là những cái chương trình mà Paris by Night đầu tiên đó là nó đã ươm mầm nghệ thuật ở trong lòng, trong tâm hồn của anh không, để thôi thúc anh sau này làm theo đuổi con đường nghệ thuật không? Không. Tại vì lúc đó coi thì chỉ là thời đó là chỉ có ca nhạc thôi em. Thì hồi lúc bật mí với quý vị, lúc đó em mơ em thích hát lắm, em cũng mong được làm ca sĩ, nhưng mà rồi cuộc đời lại đưa sao em lại đến với chữ hài sĩ. Cũng có chữ sĩ. Dạ, cũng có chữ sĩ. Dạ. Có chữ sĩ. Anh rồi làm sao mà cái duyên nào đưa đẩy anh Trời ơi cái vai diễn là cái hộp bút chì màu trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga lần đó vậy anh Tâm? Trời ơi. Quý vị ơi. Phải cái hộp bút chì màu. Đây là cái cuốn First Play Night đầu tiên em xuất hiện, mà cuốn 81 với cái tuần kịch. Dạ. Nhưng mà cái trang phục này là ai là cái người đã hướng dẫn cho anh để mà... Anh tự suy nghĩ ra luôn. Dạ, từ tóc tai cho đến trang phục là anh tự nghĩ ra hết. Trời ơi, tôi thích cái vỏ nhất. Vui nhất là quý vị coi cái hình này, để là cái cuốn lúc mà chú Ngạn viết ra một cái tuồng kịch, nó tên là Con Đường Nghệ Thuật Trong Gai. Để nói về những sản phẩm gốc đã kiểu như là đã bị kiểu như là làm bị in lậu đó. Dạ. Mà... Câu hỏi đúng ghê hồi đó ông chuyên môn ở bên cái này là in lậu đúng vậy. Tại vì chú là mỗi lần mà chú viết kịch đó là theo như hành Donnie đóng dài vai nào mà
chú viết cho Xuân hay là viết cho anh Tâm là vô là coi như là mình chỉ cần tập cuộc lời thôi. Anh ơi, vậy tại sao chú nghe biết hồi đó anh lậu? Cái này nó gọi là đờ mờ, là định mệnh. Nó gọi là định mệnh. Thật sự chú không hề biết. Lúc đó là lần đầu tiên là Tâm đến với Trung tâm Thúy Nga là do anh Chí Tài giới thiệu. Anh Chí Tài giới thiệu hồi Tâm tới với Trung tâm Thúy Nga và giới thiệu với chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Khi mà hai anh em đi được cái tour ở bên Úc Châu về 6 show thì mới được vô cái vai đó. Và cái hình đó đó quý vị thấy lúc đó là em chỉ có 118 pound thôi. Trời ơi, nhìn cưng dễ sợ luôn. Còn bây giờ là em 158 pound. À, 58 thôi chứ không phải là 81. Tức là 100, nãy anh nói bao nhiêu? 118 pound. 18 mình 58 tức là 40 năm. Trời ơi, nghĩa là mỗi năm được tăng 1 ký. Đó là một cái định mệnh nữa. Tự nhiên một định mệnh nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Quá hay. Lần đầu tiên em xuất hiện. Trời ơi, hay quá Xuân. Dạ em tính tiền giỏi lắm chị. Kính thưa quý vị, hành trình 40 pounds của hành trình 40 pounds của nghệ sĩ Hoài Tâm mỗi năm là lên 1 pound. Hành trình 40 pounds sau 40 pounds luôn. Phải giữ ký cho tới ngày show. Cho nên anh ơi, anh sống chết phải đồng hành với Trung tâm Thúy Nga là đúng rồi. Dạ. Có những thứ nó gọi là định mệnh. Định mệnh thật luôn. À. Giống như em nói đó, lần đầu tiên xuất hiện là 118 pound và bây giờ dạ đúng theo tiêu chuẩn dạ nam thần 158 pound. Không, cái tiêu chuẩn của nam thần là 158 pound, còn cái chiều cao mình đừng có nói tới. Em đang định là tiêu chuẩn nam thuần thần là 158 pound mà cao 1m85. Ờ. Còn ảnh là 158 và 158. Dạ em xin lỗi, em không biết anh cao nhiều nhưng mà em nói đại. Em nói thiệt chứ quý vị, em lên đây sẵn thiệt. Không, 168 đi cho nó. Chuyện mà bốc phết nhau. Em thật hôm nay em ấm ức lắm. Em đi lên đây em livestream với 2-3 người đẹp. Đã. Quý vị biết hôm nãy giờ tội nghiệp bé Ngọc make up lắm. Dạ, coi như dặn nửa tiếng đồng hồ bạn Xuân đi ra vô. Ủa sao nãy giờ em cứ ngồi make up anh Tâm hoài vậy? Tại vì em bé Xuân đẹp quá, chị Hồ lại thu sexy quá. Đó rồi bé Ngọc Hân quá là xinh đẹp. Dạ, cho nên em bị áp lực tinh thần. Dạ, em dặn nãy giờ nửa tiếng lên cái mặt em. Bây giờ quý vị có nhìn ra mặt em không? Nhìn ra hàm răng em thôi. Ra nam thần. Khán giả comment là Hoài Tâm càng ngày càng đẹp trai. Đó. Ủa, có hả? Có. Thôi em phỏng vấn mấy người khác để em đọc comment nha. Tại vì quý vị biết sao không? Trong những livestream trước đó là khán giả xem trực tiếp trên YouTube của Trung tâm Thúy Nga có nói là sao Ngọc Hân chỉ có đọc comments, chỉ nhìn điện thoại đọc comments của khán giả trên Facebook thôi. Thì ngày hôm nay để cho công bằng em sẽ tràn qua YouTube của Thúy Nga và em đọc comments của khán giả trên YouTube của Thúy Nga, những khán giả đang xem trực tiếp livestream hiện giờ. Rồi bây giờ mình trở lại với chị Hồ Lệ Thu một chút xíu đi. Cái bài hát đầu tiên của chị trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. À, nói về bài hát đầu tiên á là phải nói hơi dài dòng chút xíu. Là lúc mà Hồ Lệ Thu còn ở Việt Nam á thì giống như Thu nghĩ giống như tất cả mọi người, ai cũng mê coi Thúy Nga, coi những cái bài mà tại vì Thu nhảy được, dance được, rất là thích dance. Chỉ ước ao là một ngày nào đó sẽ được vô Thúy Nga, sẽ được hát một cái bài dance để nhảy cho nó gọi là nó thỏa lòng, phải không? Thì đến khi mà cái bài đầu tiên vào Thúy Nga thì nói chung là cái cuốn đầu tiên là cuốn 73. Wow. Cuốn 73 thì lúc đó Hồ Lệ Thu vô lại được chị Thủy, chị Marito thử lựa hai bài dance luôn. Kỳ đó là tập mà coi như là xanh mặt luôn á. Nhưng mà nó mệt nhưng mà nó đã lắm. Cầu được ước thấy mà. Cầu được ước thấy, coi như là xưa giờ mình mơ ước là mình vô Thúy Nga mình sẽ hát được một cái bài mà mình dance cho nó thỏa lòng, phải không? Vô là cuốn đầu tiên. Sao chuyện gì? Tại vì em phải bật mí với chị là cái lần đầu tiên chị xuất hiện Thúy Nga, em nhớ là Paris by Night 73 hả? Là lúc đó em còn là khán giả, em ngồi dưới Long Beach Theater. Đó, thì em ngồi dưới em coi và em còn nhớ cái tiết mục mà chị đu từ thả chị từ trên cao. Đó. Trời ơi đã lắm mọi người ơi, lúc đó hả? Hồ Lệ Thu ngồi trên cái ghế ở trên thả tuốt ở trên trần mà trần rạp hát là cao lắm. Vừa không phải ngồi không mà còn phải dance, còn phải nhảy nữa. Mà không biết sợ, không biết sợ là gì hết. Rồi biểu diễn cái bài đó với dancer. Trời, nhảy như một dancer sướng lắm. Đã. Sướng lắm, lúc đã lắm. Xong rồi diễn xong bài đó ha, về rồi coi lại bài đó mới cảm thấy giật mình. Trời, sao mình làm gan được phải không? Sao mình gan quá vậy? Là lúc đó mà vậy đó. Đúng rồi. Tiếp mục này nè. Trời, lúc đó chị biết ở dưới hả? Người ta nói trời, ai vậy? Ai mà ai ca sĩ mới của Trung tâm? Trời ơi, sexy quá. Ôi, đó trời ơi. Lúc đó gọi là thỏa cái lòng đam mê đó. Wow. Lúc đó là
ngây ngất quá cho nên là quên sợ. Quên mình đang ở treo cao lắm. Về coi lại mới sợ. Về coi lại chứ thấy sao mình ghê. Thí dụ mà 40 năm này mình treo nữa thì mình có sợ không? Mình sẽ không sợ nữa. Như vậy thì lần này cắt nửa cái ghế, còn nửa cái ghế thôi. Tại vậy, là, vậy là cái đó mình đu dây rồi. À đúng rồi, vậy là không, mình đừng có ngồi trên ghế nữa. Dạ đúng rồi, dạ mình siết đu dây luôn. Nhưng mà lần đó là cái duyên sao mà chị Hồ Lệ Thu đến với trung tâm Thúy Nga vậy? À, nếu mà nhắc lại thì phải cảm ơn chị Châu Ngọc. Ca sĩ Châu Ngọc là phu nhân của nhạc sĩ Tùng Châu. Dạ. Thì lúc đó đó Hồ Lệ Thu ở Pháp, thì ở Pháp mấy năm xong rồi buồn quá, nhớ nghề rồi cuộc sống cũng không có hạnh phúc, nên là lúc đó muốn được đi hát lại. Mà lúc đó nếu mà Hoành về Việt Nam thì con đang học ở Pháp rồi, thì Hoành về Việt Nam thì cũng hơi khó. Thì chỉ có một đường tìm là tìm qua Mỹ, mà cái ước mơ là tìm để được tới trung tâm Thúy Nga. Thì cái đợt đó về Việt Nam ngồi có lúc đó anh ca sĩ Minh Thuận á. Dạ. Lúc đó anh Thuận còn sống. Minh Thuận với lại Phương Thanh rất là thân. Rồi đi ăn ngồi cái tâm sự, nói anh Thuận ơi, em giờ em thèm được đi hát lại mà làm sao không biết cách nào để em liên lạc em vô được. Dạ. Thúy Nga. Cái anh Thuận dễ thương lắm, anh Thuận nói chứ đưa số điện thoại của chị Châu Ngọc. Nói là Thu về Thu gọi cho chị Châu Ngọc đi. Dạ. Không chừng chị Châu Ngọc giúp được đó. Yeah. Trời ơi, mừng lắm. Về tới Pháp có biết giờ ở Úc là mấy giờ đâu, gọi liền. Mà chị Châu Ngọc chị dễ thương vô cùng luôn. Trả lời vậy nè: em ơi, giờ này mới có 2 giờ đêm. Để chị ngủ sáng chị gọi lại nha. Cái xong mình nó trời, xin lỗi xong nó chết cha rồi, trời ơi, không biết mà, không biết chị có gọi lại không. Ai ngờ đâu á là sáng chị Châu Ngọc gọi lại thiệt. Yeah. Xong chị nói là để chị sẽ nói chuyện với lại chị Thủy. Rồi có gì chị báo em nha. Mà không biết lúc đó hình như có trong ngày đó luôn á. Yeah. Trời, một cái niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ tưởng tượng được. Là tại vì Hồ Lệ Thu nghe nói là trung tâm Thúy Nga rất là khó vô. Yeah. Lúc đó là phải gửi demo để chị Thủy nghe rồi, rất là khó. Yeah. Vậy đó mà chị Ngọc gọi lại trong ngày: em ơi, chị Thủy nói em bay qua Mỹ liền gặp chị Thủy rồi tính tiếp. Wow. Trời, mình nói ủa này mình nằm mơ hay là thiệt đây. Trời, lúc đó không biết là mơ hay thiệt luôn, mừng quá trời. Xong là lật đật lo đi mua vé máy bay, xong rồi bay sang. Thì gặp chị Thủy, cái chị gặp xong chị nói rồi chuẩn bị tinh thần ở lại làm luôn. Coi như là cái cuốn đầu tiên là không có hề biết là mình được vào Thúy là Nga. Cái cuốn 73 đó là coi như là chị bay qua gặp chị Thủy rồi ở lại làm luôn. Ra ở lại làm là vô luôn cái cuốn đó, mà trời giống như trên trời. Từ lúc chị gặp chị Thủy cho đến lúc quay cái cuốn hình mà Press Panay 73 đó là bao lâu? Ở lại là hồi đó là mỗi lần mà chuẩn bị cho một cái show là hơn một tháng, gần 2 tháng. Qua là ở luôn, không có ngờ là ở luôn, rồi tập rồi thâu rồi. Nói chung là em nghĩ tất cả là cái duyên. Nhưng mà Định mệnh. Rất là định mệnh. Tại vì chị biết sao không? Chị là một ca sĩ định cư ở Pháp, rồi chị quen với một người bạn ở bên Việt Nam, mà đi rồi qua người giới thiệu là ở bên Úc, mà đi qua làm việc ở Mỹ. Trời ơi, liên nghiệp là năm châu bốn biển. Rồi tháng sau đi qua Thái Lan hát 40 năm nữa. Đó chị thấy không? Chị là chị định mệnh, chị là kiểu dạng mà ca sĩ dạng international đó chị. Quốc tế hóa. Không, mà sau đó đó nghe chị Châu Ngọc kể đó là lý do mà tại sao mà chị Thủy nhận liền không, là chị Châu Ngọc, cái này chị Thủy ơi cho phép em kể cái bật mí này ra. Bật mí đi chị. Tại vì xưa giờ người ta không có biết chuyện này. Yeah. Thì chị Châu Ngọc có kể là hồi đó có một cái cô ca sĩ tên gì Thu quên rồi. Yeah. Cổ mang một cái đĩa mà Hồ Lệ Thu hát ở Việt Nam á. Cái chị mang, cô đó cũng mang vô đưa chị Thủy, xong cổ nhận cổ là Hồ Lệ Thu. Xong cái chị Thủy thì nghe chị Châu Ngọc nói là chị Thủy cũng đã để ý tới Hồ Lệ Thu từ lúc còn Việt Nam. Thì nghe nói Hồ Lệ Thu là chị Thủy mời vào phòng thâu. Nhưng mà khi vào phòng thâu thì tại chị Thủy cũng có coi một cái video Hồ Lệ Thu ở Việt Nam rồi. Yeah. Xong thấy cô này không đúng. Cái chị Thủy nói em không phải Hồ Lệ Thu. Cái cô đó cũng gan lắm, cô nói chứ em là chị của Hồ Lệ Thu. Oh. Cái nhưng mà nghe nói là chị Thủy dẫn cho cổ thử giọng nhưng mà không có hay. Thế là chị Thủy nói
thôi em về đi, chừng nào em gái em qua rồi kêu tới gặp chị. Vậy là cô đó, cổ không phải Hồ Lệ Thu, cổ là Hồ Lệ Thôi. Thôi em về đi. Không, như vậy là chị Thu phải cảm ơn đó. Chị Thu thấy không, về nhờ như vậy coi như là đến lúc thì, mà chị vừa nhắn vô chị Thủy phải nôn nao gặp Hồ Lệ Thu liền. Định mệnh. Định mệnh nữa. Định mệnh. Có những thứ gọi là định mệnh. Mà bây giờ với Hà Thanh Xuân nè, Xuân là xuất hiện trên sân khấu Thúy Nga là ca sĩ nè, rồi còn diễn hài nữa. Diễn hài nữa, cái vở hài đầu tiên Xuân diễn là vở hài nào Xuân nhớ không? Tại vì hồi đó thì Xuân cũng có diễn chung với chị Hồng Đào với anh Quang Minh rồi, nhưng mà cái vở đầu tiên em hát bên Thúy Nga Trong là Thúy Nga phải không? Anh Tâm nhớ không? Dynasty, cái cuốn mà không anh... Dynasty là hình như là bốn người cầm kỳ thi họa hả? No, hay là no. Sao? Cái đầu tiên tự nhiên em quên mất không? Cái cho anh nhau Chí Tài. Mùa xuân phải không? Anh Chí Tài với lại chị Việt Hương lúc mà đóng vai là Phan Kim Liên. Đúng rồi, đúng rồi. Phan Kim Liên. Ồ dạ đúng rồi. Rồi ba người. Là cuốn xuân đó. Là Hà Thanh Xuân vào vai Phan Kim Liên, rồi anh Tài là Đinh Tài Phùng đó. Dạ. Đó là một cái vở kịch mà tại vì trước cái show này thì anh John có hỏi Hà Thanh Xuân á là cái gì, cái bài hát nào ấn tượng với em. Nhưng mà thật sự ra thì bài hát thì Hà Thanh Xuân có rất là nhiều bài, bài nào Hà Thanh Xuân cũng thích. Nhưng mà để mà nói mà có kỷ niệm nhiều và ấn tượng đó là cái vở kịch này thưa quý vị, là Hà Thanh Xuân được diễn chung với lại chị Việt Hương và anh Chí Tài và chị Thúy Nga nữa. Mà đấy, đó có nghe không? Dạ có. À đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là khi mà Hà Thanh Xuân giống như kiểu mình mình nhớ và mình muốn nghĩ tới, nhưng mà Hạnh Xuân cảm thấy buồn nên là Hạnh Xuân không có đề nghị cái vở kịch đó trong cái ước muốn của mình ở trong chương trình ngày hôm nay để phát cho quý vị xem. Tại vì anh Tài với Xuân là giống như anh rất là dễ thương, và với anh Hoài Tâm cũng vậy, cũng là một cái người đã giới thiệu anh Hoài Tâm vào trong trung tâm Thúy Nga. Thì với Hà Anh Xuân thì như là một người học trò, thì bất cứ cái gì là ảnh đều chỉ cho Xuân hết, và ảnh đều hướng dẫn và rất là chu đáo, nên là cứ nghĩ tới là Hà Anh Xuân rất là xúc động, nên là Hà Anh Xuân cảm thấy cái đó là một cái điều mất mát quá lớn đối với em trong cái con đường nghệ thuật của em. Nhưng mà em biết là bây giờ ảnh đang rất là vui, tại vì thấy trung tâm coi như ngày nào mình cũng có show, rồi lúc nào anh chị em cũng gắn bó, và sắp tới đây đã là 40 năm ở tại Bangkok, Thái Lan. Và Hà Anh Xuân cảm ơn Trung tâm Thúy Nga cũng đã tạo điều kiện cho Hà Anh Xuân lớn sân một tí xíu trong cái màn kịch. Nhiều cái vở kịch Hà Anh Xuân được tham dự và được đóng chung với rất là nhiều những tên tuổi lớn như chị Việt Hương nè, rồi anh Hoài Linh nè, anh Chí Tài, rồi chị Thúy Nga, rồi có cả chung với anh Hoài Tâm nữa. Anh Tài anh thương bé Xuân dữ lắm luôn á. Thật sự là mỗi lần mà đi show trung tâm đã chứng kiến một lần đi với ai anh cũng bắt phải trả tiền á. Chỉ có đi với Xuân là anh trả tiền cho bé Xuân thôi. Nhưng mà no, không, hồi đó anh Chí Tài có mời em đi. Em nhớ cái lần ở lên Louisiana không? Để em đính chính lại. Tức là anh Tâm nói là đúng, nhưng mà khi mà anh Tài móc cái ví và chuẩn bị trả thì em mới nói khoan, anh đừng có trả. Tại vì quý vị ơi, tin không tin cũng không được, mỗi lần mà anh Tài trả tiền á là trời đang nắng chang chang, vậy là mưa ngay lập tức. Rồi bể sao? Em không có cho trả. Em mới nói thôi anh ơi, anh đừng có trả, thứ nhất anh trả là trời mưa rồi mất công. Nhưng rồi, mà anh nhớ cái lần ở bên Louisiana lúc mình đi uống cà phê ở ngoài phố hả? Đó là hình như là anh Tài trả mà. À là ăn bánh đúng không? Ăn bánh tê nhê rồi nhớ không? Nè anh... nói anh Tài đi, chừng bước ra trời mưa liền giờ đó. Không có đâu, hôm nay Cali là trời nắng ấm lắm, không có mưa. Đó nắng ấm mà tự nhiên mưa là hiểu tại sao rồi. Em đó. Không tin, để hiểu rồi mới nói sao. Nhưng mà giờ hồi nãy chị Thu nói đó, nãy em hỏi lúc mà chị Thu mà từ lúc mà qua gặp chị Thủy rồi đến lúc mà ra băng đó, làm em mới nhớ là ngày xưa đó, quý vị nhớ là trung tâm Thúy Nga hay tất cả các cái trung tâm băng nhạc là một năm mình làm tới 4 năm cuốn băng. Bốn cuốn mỗi ba cho nên là tự nhiên hầu như là 2-3 tháng là mình làm một lần, cho nên là chương trình nó gối rất là nhộn nhịp. Trong khi đó bây giờ là coi như là hình như là may mắn thì chúng một ta năm mình một được năm hai cuốn một lần một hai lần cuốn một lần một năm ngoái thì như vậy. Nhưng mà thật sự ra bây giờ anh tính để đi ba trung tâm lớn nhất của hải ngoại bây giờ thì thật sự Thúy Nga là may mắn là được rất là nhiều sự yêu và khán giả thương tới bây giờ là, và nhất là sự kiên trì và sự làm liều của công ty chị Thủy nữa. Cho nên là thật sự ra là không giống như thật sự Tâm ở gần chị Thủy, cứ nghe chị Thủy nói thôi mình cứ làm cái cuốn này là làm được cuốn nào rồi hay cuốn đó, chứ còn chưa
chưa tính tới nữa. Thì cho nên là cũng kỷ niệm 40 năm một cái hành trình giống như vậy, thì mong là quý khán thính giả khắp mọi nơi trên toàn thế giới hãy ủng hộ và giúp cho trung tâm cũng như là cho tụi em nghề ca nghệ sĩ tụi em có cái tinh thần và làm một cái cuốn thiệt là hoành tráng để nhưng mà em tin. Em là Thành Xuân cũng chia sẻ nhiều, em có đức tin rất là mạnh. Thành ra là em luôn cầu nguyện và em thấy được một điều là mặc dù rất rất nhiều khó khăn trong những cái cuốn vừa rồi, anh thấy không? Dạ đúng. Rất nhiều khó khăn từ ngay cả cuốn 35 năm. Nhưng mà đến ngày show là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp và đều show out hết. Và Hạnh Xuân nghĩ là đó là tình thương yêu của tất cả quý vị khán giả dành cho Trung tâm Thúy Nga và dành cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong trung tâm. Và quý vị ơi, nếu mà không có quý vị thì chắc là Trung tâm Thúy Nga cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ không có được đứng trên sân khấu, một cái sân khấu đẹp, hoành tráng, lộng lẫy và được chỉnh chu từng ly từng tí một để mà đem đến những tác phẩm nghệ thuật để dành cho tất cả quý vị. Mong quý vị hãy ủng hộ thật nhiều cho cuốn 40 năm lần này ở tại Bangkok, Thái Lan. Anh có biết không, cái cảm giác của em á, giống như lần rồi em đi Thái Lan xong cái em mới, lúc mà em đi về lại Mỹ á, tự nhiên em cứ nói là trời ơi, không biết cuốn tới mình có làm được ở Thái Lan một lần nữa không. Tại vì giống như mình khi mình xong một cuốn rồi mình cứ mong muốn là sẽ có cuốn tới nữa để mà mình tiếp tục với anh á. Thành ra là cứ mong làm sao mà mọi chuyện trời thương rồi mọi thứ đều tốt đẹp để mà cuốn tới nữa. Đó là cái suy nghĩ của Xuân. Bây giờ chỉ có còn và cầu níu vô quý vị khán thính giả thương yêu tụi em hãy đặt những chiếc vé ngay liền để đến với chương trình Paris Pan Am 136 tại Bangkok, Thái Lan. Đối với ngày 29 và 30 tháng 7. 29 30 tháng 7. Đối với Hoài Tâm thì Thái Lan thì thật sự nếu mà khán giả ở Việt Nam thì không có xa lạ gì với Thái Lan nữa. Tại vì nhưng mà thật sự Tâm nghĩ là đến vừa coi được Thúy Nga và lần này thì quý vị thấy cái danh sách list của ca sĩ để xuống đó, chúng ta có sự xuất hiện và sự trở lại của ca sĩ Hồ Lệ Thu, một rất tuyệt vời và rất là nhiều ca nghệ sĩ cũ tập trung quay lại. Đây là chương trình là chương trình đông nhất, hùng hậu nhất hùng từ nhất. Xưa tới giờ của Trung tâm Thúy Nga. Mà Hạnh Xuân tiếp lời anh Hoài Tâm là đúng với quý vị, thì ví dụ như mình ở Mỹ hay là mình ở Việt Nam đi, mình đi xem show xong rồi là mình đi về, mình không có cái cơ hội để mình vừa kết hợp, mình vừa đi chơi, đi du lịch với gia đình mình đi. Mà Thái Lan thì Hạnh Xuân nghĩ là có rất là nhiều cái sinh hoạt và có rất là nhiều cái vui để mình có, nhất là ăn uống. Trời ơi, em qua đó em ăn mà tao nói gần show mà cứ nói chết rồi, ăn kiểu này mập chết luôn. Chị mà Thu, ăn nghe toàn là nôn lắm luôn, ăn nghe toàn nôn là cay không, tại vì chị Thu chưa có đi đúng không, nghe ăn sợ lắm nhưng phải là nôn không, tại vì nôn á, thực ra là Thu á, mỗi lần mà mỗi lần mà lên trên quay hình á thì á, là mình nhìn mình sẽ to hơn ở ngoài. Mặc dù ở ngoài mọi người nói Hồ Lệ Thu dạo này ốm nhưng mà lên là nó sẽ to hơn. Dạ đúng. Thành ra là cứ là phải từ bữa giờ cho tới ngày quay là phải lo nhịn từ bữa giờ, ngày nào cũng ăn được một chén rau như đây nè. Thành ra nghe kể nhưng mà chị đồ phải ăn giữ đó, sức khỏe nghe. Không, yên tâm. Dạ đừng có mặc để dù ăn rau nhưng mà có nhiều thứ nó giữ sức khỏe không sao, đừng lo. Bây giờ có treo gì lên trần nữa là chị vẫn đu như thường. Nhưng mà sao, để quảng cáo tức là Thái Lan quý vị ơi, đi ăn ngon mà rẻ. Thật sự là riêng em nha, như em biết đó, thật sự là em nhắc nhở chị là Hồ Lệ Thu với là Hà Thanh Xuân cũng như Ngọc Hân là chúng ta nên diet từ bây giờ, còn khi chúng ta tới Thái Lan rồi mình chúng ta đừng có diet nữa. Tại mình vì có mình cứ ăn đi nó không có kịp mập. Không có em ơi, chị ăn ngày trước ngày sau chị lên liền à. Quý vị thấy không, để mà ra mắt quý vị đó là một cái rất là chỉnh chu, là nghệ sĩ của chúng tôi là phải giữ rồi phải ăn uống healthy và phải tập luyện làm sao mà sắc dáng rồi tất cả mọi thứ để mà trình làng để gặp gỡ tất cả quý vị. Thì Hạnh Xuân nghĩ đó là cái sự chia sẻ rất là dễ thương của chị Hồ Lệ Thu khi mà quay trở lại gặp gỡ tất cả quý vị trong cuốn 40 năm lần này. Thì em là coi như bây giờ em đang tưởng tượng là bây giờ hồi xưa là chị cuốn 73 đúng không? 73. Chị sexy cỡ đó rồi mà bây giờ em nghĩ chắc là mai mốt chị còn ra chắc hết hồn quá. Em đang chị chuẩn bị mấy chục bộ đồ rồi chị nói thì em nghe đi. Chị chuẩn bị là coi như là bước vô rạp á là một bộ nè. Trời ơi. Đó. Xong cái là đi vô phòng make up một. Vô phòng make up bộ nè. Đó, xong cái rồi cái đứng chờ một bộ nè. Đó. Dắt lên cầu thang một bộ. Đó, chắc cũng vài chục bộ mọi người. Không, nhưng em nghĩ là chị Thu và tất cả các ca sĩ nữ nên có nhiều bộ, tại vì thật sự là khán giả ở khắp mọi nơi đổ về Thái Lan rất là đông.
thì mình đi đâu mình cũng gặp khán giả, và thật sự là em thấy cái kỳ rồi đó, khán giả gặp mình rồi vui và chụp hình rồi quay YouTube, quay kỷ niệm, quay livestream. Chị, mình ở trong ngay một cái mall rất là lớn, là mình cứ đi qua đi lại là khán giả họ sinh hoạt ở trong đó, nên là Hạng Xuân cảm thấy rất là gần gũi, nên là mình đi như vậy á, mình cảm thấy mình rất là gần với khán giả. Và quý vị ơi, nhớ mua vé ngày 29, 30 đi qua xong rồi cái mình đi chơi ở bên Thái luôn. Và có rồi rất là nhiều mình thưởng thức những cái ẩm thực của Thái. Trời, chị biết không, em ăn á, mà em ăn cái cay thì em cũng thích ăn cay, mà cái gì cay là dòng thích tới, lắm. Dòng lui lại nói đồ ăn không phải cái sự đau khổ của tôi. Nó ngon lắm chị. Mới nghe nè, em coi livestream lại giờ có 5.400 khán giả đang coi mình. Bởi vì em đang nghĩ là bây giờ đề nghị là mình có thể chuyển từ cái đề tài đồ ăn thì mình hát một bài được không? Chứ nãy giờ ngồi nuốt nước miếng quá trời quá đất, tại vì em mình không nghĩ tới những món ăn ở bên Thái Lan á. Đúng, ngồi nuốt theo lời ngực luôn. Nhưng mà Ngọc Hân có đồng ý là đồ ăn ngon không? Một ngày ngon ăn 8 bận. Thì đây nghe nè. À, thôi bây giờ thể theo lời yêu cầu của Ngọc Hân đó là chúng ta đừng nói ẩm thực nữa, chúng ta chuyển qua nghệ thuật đi. Dạ, ok. Vậy bây giờ hát cứ bài đi. Bây giờ chị Xuân. Rồi nhờ Liệu luôn. Ok, vậy để em hát trước cho. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta có chị Torres Nguyễn Phương Thảo ở đây nè, có chị Thảo ở đây nè. Bây giờ bé Xuân hát bài gì? À, hôm nay em sẽ chọn một ca khúc Cha 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 cho vui, bài hát Bức Tâm Thư của nhạc sĩ Lam Phương, gửi đến tất cả quý vị khán giả đang xem trực tiếp livestream ngày hôm nay nha. Dạ, vỗ tay. Em ơi, anh không có vỗ tay, anh bắt tim cho em ở trong đây quá trời nè. Anh bắt tim lắm, anh ơi, anh thả tim. Vậy hả, đây vậy chị vô chị cũng bắn tim. Đó, anh đang thả tim, anh đâu có tay đâu bắn cho em. Trên YouTube đang thả tim quá trời cho Xuân nè. Xuân ơi, quá trời, quá đất tim nè. Nhiều lắm, dạ, thả tim, thả gì cũng được hết, dạ. Rồi. Ok, dạ cho em xin nha. Dạ. Của Lô Tô Hương Nam nó đặt vé liền em. Thiệt luôn, nhắn anh ơi em đặt vé liền thật. Mà em biết hôm bữa cái cuốn trước đó là Su Su đó, là chủ của Lô Tô Hương Nam, là đặt gần 20 vé để đi xem. Em cảm ơn chị nha. Hèn chi là em thấy DVD ra em thấy mặt bà Su Su miết. Không có lộ lộ nữa. Bà, tại vì bà Su Su bà cười rất lớn, bà ngồi với cái phần hài kịch bà hố. Hay là khung hình nào cũng có hết trơn hết trời. Dạ. Cười lớn đúng hài kịch đó. Đúng hài kịch. Dạ. Dạ. Đó là bây giờ không bữa bé đặt liền này nè. Anh ơi em đang coi livestream cho em đặt vé liền đó. Trời ơi. Trời ơi, mọi người nói.
vời, tuyệt vời. Hà cảm Thanh ơn Xuân ơi, Hà Thanh Xuân dễ thương quá, hát hay nữa. Thank you, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ. Xuân ơi, thả quá trời hoa hồng cho Xuân nè, Xuân ơi. Trời hoa hồng với trái tim nè, hoa hồng với trái tim nữa. Thank you, cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Dạ. Kính thưa quý vị, quý vị ơi, quý vị, bây giờ trong cái comment này nãy có khán giả đề nghị Ngọc Hân với Hoài Tâm song ca một bài. Em thề với quý vị, nếu vé lần này sold out, hai anh em tụi em sẽ song ca một bài trước cửa rạp. Trước cửa rạp. Theo lời yêu cầu của quý vị, thành ra là trước cửa rạp nhưng mà sau khi show xong nha quý vị. Để quý vị còn ở lại coi. Không phải, xong ca từ ngay chỗ cái mo đi vô trong rạp luôn. Bài ca không đoạn kết á. Thôi để trung tâm buôn bán vé. Để trung tâm buôn bán vé. Đúng rồi mọi người. Hồi sáng này tôi cũng nói chuyện với lại một chị bạn. Thì chị có nói là chị đang rủ thêm 20 người nữa. Còn khi mà Hồ Lệ Thu vừa đăng lên là Hồ Lệ Thu trở lại Paris by Night trong cuốn kỷ niệm 40 năm á, là một mớ bạn bè là mua vé ngay. Thành ra là bây giờ là bạn bè nào mà chưa mua vé thì mua lẹ lẹ lên để đi qua vừa coi Thúy Nga nè. Rồi vừa đi rồi... nhậu với Sư với lại Thu. Say đó, em nói chữ say mà em nói bị lộn. Đó xong rồi xong show rồi mình sẽ ở lại mình đi du hí Thái Lan với nhau. Nhớ nha mọi người, Việt Nam á mà qua bên Thái Lan gần lắm. Cho nên là em có thể tiếp lời chị Lệ Hồ Lệ Thu. Cái này có thể là em rời Việt Nam lúc em mới có 15 tuổi thì em không có rành lắm. Dạ, nhưng mà nếu mà ở Thái Lan, nếu quý vị cần đi đâu đó mà không có biết đường thì có thể liên lạc với em và em sẽ chỉ đường quý vị. À, đó thấy chưa? Tức là thấy chưa? Chị, Việt Nam thì em không có rành lắm. Nhưng mà Thái Lan thì em rất là rành. Đó. Thưa quý vị, bây giờ quý vị liên lạc với BST, công ty BST mà bán vé tour du lịch Thái Lan kèm với show thu hình của trung tâm Thúy Nga đó quý vị. Mình có thể request special tour guide là Hoài Tâm. Giờ em mới biết cái vụ đó đó quý vị. Nhưng mà kính thưa quý vị, vậy là kỳ này đông đó nha. Đó, mà quý vị đó. Biết là để rút kinh nghiệm của show thu hình lần trước 134 đó, thì lần này trung tâm Thúy Nga đã có những cái công tác tổ chức nó chu đáo hơn rất 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 là nhiều. Ví dụ như là trung tâm Thúy Nga đã hy sinh là mấy trăm ghế ở trong rạp, cắt mấy trăm ghế đó luôn, không bán những ghế đó để máy quay hình để cho khán giả không có bị cái tầm nhìn bị không có bị lắm. Ảnh hưởng. À. Đó, thành ra là lần này là cắt bớt vé, mặc dù là tiền vé đã giảm xuống so với năm ngoái. Và thứ hai nữa là tiền rạp thì tăng lên, nhưng mà số vé bán ra thì sẽ cắt xuống mấy trăm ghế để cho khán giả không bị che khuất tầm nhìn. Và thứ hai là tất cả mọi công tác từ kiểm soát vé, rồi xuất vé, rồi để mà kiểm vé vào trong rạp cho quý vị thì đều cũng rất là chu đáo, chuẩn bị rất là sẵn sàng để mang tới cái sự thứ nhất là sự thoải mái và thứ hai là sự tiện lợi cho tất cả quý vị đi xem show Thái Lan. Cho nên lần này sẽ còn rần rần háo hức và nô nức và còn vui 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 hơn lần trước nữa. Cho nên là rất là mong quý vị sẽ, lần này tụi em ăn sinh nhật 40 năm của trung tâm Thúy Nga mà quý vị, sinh nhật lớn cho lắm nên là sinh nhật lần này lớn lắm thưa quý vị. Quý vị phải đến 29 và 30 tây tháng 7. Và em nghe đồn là có một cuộc thi do trung tâm Thúy Nga tổ chức cho các fan. Thi để viết thi, thi cái gì em? Thu có thì đọc trên Facebook Thúy Nga, Thu có thấy là sẽ có một cái cuộc thi cho tất cả khán giả viết về hành trình 40 năm của Thúy Nga và những cái bài viết nào sẽ có mấy giải ha. Dạ, mình có tổng cộng là 6 giải, 1 giải do ban tổ chức chọn và 5 giải do khán giả bình chọn. Và mỗi giải này sẽ được thắng là một cặp vé, tức là hai vé đi xem show Paris by Night 136. Mà Thu nhớ đó là cái cách tính điểm là cứ một like là một điểm. Dạ đúng rồi. Rồi một share là được mấy điểm? Rồi một điểm. Một điểm. Dạ, đó. Dạ. Cho nên là cái bài viết nào mà like càng nhiều mà share càng nhiều là điểm càng cao. Ủa mình mua like được không chị? Đó, tại vì giống như bây giờ hay là cứ mình cứ count được cực kỳ có like là ok. Dạo này có vụ mua like nữa ta quên. Bởi vậy anh Hoài Tâm ảnh xin đánh thi mà ban tổ chức đâu có cho quý vị. Đừng nói vậy quá nghe. Ông dạ, đầu têu mà. Không, không có nghĩa là bây giờ ý em nói là bây giờ cái cuộc thi này là coi như là các bạn sẽ gửi những cái bài viết vào và nói về cái kỷ niệm của 40 năm hành trình của 40 năm đối với bản thân họ. Nhưng mà những cái bài đó theo Thu đọc là sẽ gửi vào rồi
phải duyệt trước đúng không? Dạ, xong bây rồi giờ là sẽ gửi vào email Facebook của... gửi vào email là info@thuynga.com. Okay. Gửi vào trong đó, gửi vào từ ngày 20 tháng 6, thời gian nhận bài là 20 tháng 6 đến 10 tây tháng 7. Okay. Và công bố kết quả sẽ là 15 tây tháng 7. Và những cái bài viết nào mà được duyệt thì sẽ post lên trên Facebook của Trung tâm Thúy Nga. Thì lượt like và lượt share sẽ rất công bằng, anh Tâm an tâm, là rồi, bởi vì được, Trung tâm Thúy Nga có thuật ta toán đàng hoàng, không mua like được đâu. Không, mình nói anh chỉ hỏi giùm cho quý khán giả thôi. Dạ, đây rồi. Lúc đó rồi nói này nọ không. Tại vì thật sự được. Ra cái hệ thống information system của Trung tâm Thúy Nga là mình có thể là mình có ra cái database rõ ràng report là ai là bao nhiêu like, bao nhiêu share. Bao nhiêu share, dạ, sẽ rất là công bằng. Thì để cho quý khán giả nào mà ví dụ như bây giờ quý vị đã mua vé rồi thì đến lúc đó quý vị sẽ có thêm một cặp vé để mời gia đình bạn bè đi chung với mình cho nó vui. Thì ra là chương trình bắt đầu là nhận đơn, cái cuộc thi đã bắt đầu nhận đơn từ 20 tháng 6 rồi cho tới ngày 10 tây tháng 7 nha quý vị. Và mình công bố là 15 tháng 7. Có nghĩa là quý vị sẽ có 2 tuần để chuẩn bị cho mình đến với Bangkok, Thái Lan 40 năm. That's pretty good. Tại vì Trung tâm Thúy Nga nghĩ rằng là bây giờ cái hành trình 40 năm này là hành trình của Trung tâm Thúy Nga và hành trình của các nghệ sĩ Trung tâm Thúy Nga trên sân khấu Paris by Night nữa. Và chẳng những như vậy, trên hết là nó là hành trình của quý khán giả với Trung tâm Thúy Nga. Đúng rồi. Cả một trời tuổi thơ, cả những cái kỷ niệm, rất nhiều những kỷ niệm. Rất nhiều khán giả là, đó. Cho nên là đây là cái dịp mà Trung tâm Thúy Nga muốn quý vị khán giả hòa mình vào cái không khí 40 năm đó. Nhớ tham gia nha. Hay quá, tuyệt vời. Quá hay luôn á. Anh cũng không nghĩ là Trung tâm nghĩ ra cái game này để cho quý khán giả thân thương của Thúy Nga được participate và giống như là cùng đồng hành với Paris by Night. Ngay cả... bốn đứa mình ở đây là Trung tâm Thúy Nga cũng là một cái kỷ niệm từ thời mình còn nhỏ đúng không? Yeah. Dạ đúng. Cho nên cả mình nữa chứ không phải là riêng gì khán giả. Cho nên em, là rất mà em là thì nhiều em cái... nghĩ là có rất là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam. Em nói trẻ đây là em nghĩ là từ bé rồi. Giống như anh Hoài Tâm là đã coi Paris by Night là từ cuốn số 1. Yeah. Là rất là nhỏ mà em có những cái fan đó là các bạn xem mà không những xem mà còn thuộc luôn từng cái số luôn, thuộc đến mà có nghĩa là mình còn nhiều khi mình còn quên chứ còn như các John bạn là John là xuất thân là fans của Thúy Nga mà. Dạ, anh John là cũng em là một cái cuốn từ điển của Thúy Nga. Tất cả các bài hát anh hỏi John tới bài nào. Yeah. Số nào là John hồi đó là nói ra. Có điều có cái là hồi nãy em lỡ em nói 19 tuổi đó mà giờ em coi cuốn Paris by Night từ cuốn số 1 mà giờ tôi làm 40 năm rồi. Anh ơi, cái lột. Cái gian rồi. Thật sự không ai để ý cho tới khi anh tự khai. Không, tại anh ngồi tôi suy nghĩ đến chích cha tôi coi từ cuốn số 1. Mặc áo cho người xem tuổi là anh đó, anh Tâm. Mà anh Tâm ơi, em nói nghe nè, không có sao hết, bao nhiêu tuổi cũng được. Mà đó là tuổi thơ và Hạnh Xuân nghĩ là có rất là nhiều bạn cũng như anh Tâm và đã xem Thúy Nga từ rất là nhỏ và đến giống như là một cái gì đó, cái hành trình của họ luôn. Hành trình và tới ngày hôm nay thì Hạnh Xuân hy vọng là các bạn có rất là nhiều cái cảm xúc bạn muốn chia sẻ, các bạn có thể viết để tham dự cuộc thi lần này. Trung tâm Thúy Nga cũng rất là cần những cái lời tâm tình đó, tại vì đó là những cái gì thật nhất mà Hạnh Xuân nghĩ là chỉ có những fan gắn bó rất là lâu với Trung tâm Thúy Nga mới có thể viết lên được những cái cảm xúc và những cái tâm tình của mình thôi. Vậy bây giờ mình sẽ kể lại cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong suốt những lần xuất hiện trên sân khấu Paris by Night đi. Tiết mục nào ấn tượng nhất và cái accident nào nhớ đời nhất từ xưa đến giờ của Paris by Night? Chị Thu chứ. Của mình hả? Dạ đúng rồi. Dạ. À của mình hả? Của chị. Của Thu hả? Thì Thu nhớ là cái cuốn Paris by Night 74 là cuốn hình như là chương trình tác giả tác phẩm phải không ta? Cuốn 74, Hoa Bướm Ngày Xưa. Cuốn 74 là Hoa Bướm Ngày Xưa. Yeah. Thì là cái cuốn thứ nhì mà Hồ Lệ Thu tham gia vào gia đình Paris by Night. Thì lúc đó là cũng tiếp tục một bài dance nhưng mà nhảy tango flamenco. Mà cái bài đó là trời ơi coi bài đó chùi bóng cái đàn piano luôn. Đó, nhưng mà đẹp lắm chị, rất là đẹp. Mà cái bài này là khán giả rất là nhớ. Rất là nhớ, mà đi đâu mọi người cũng nhắc là tại cái vụ mà bò trường trên piano. Ôi, oh my god. Đẹp quá. Trời ơi. Chị lần này chị đó. Có làm cái này nữa không? Hả? Dạ hy vọng kỳ này chị Thủy cho em bò em làm cái đàn piano lần nữa. Dạ. Yeah.
thì á mà cái kỷ niệm đó thấy chưa trời đẹp anh ha. Nhưng mà đẹp quá cái rồi ông, hồi, đó, ông kéo chị xuống hả cái bài này á wow. Cái dàn dựng này giống như cái kiểu cabaret của Pháp á chị Thủy với anh Thi là cũng ở Pháp rồi Thu thì đó ở Pháp qua cho nên là nghĩ có thể là chị Thủy muốn có một cái gì đó của Pháp thì nếu mà ai ở Pháp hoặc là ai đã từng đi coi Lido với lại đẹp ha Moulin Rouge á, là cái kiểu này là cái kiểu của cabaret ở bên Pháp. Dạ. Chị Thu ơi, chị nóng bỏng quá luôn á, thiệt trời, luôn á. Trời vậy hả? Không, trời ơi. Em chị Thủy ơi, mai mốt chị Thủy cũng cho em bò thử nha. Mặc áo dài bò. Không, em đang liên tưởng, em đang liên tưởng nhạc bolero mà nó bò cái kiểu gì ta? Đâu có. Thì đó, mình có thể bây giờ mình hát mà. Nhạc Xuân, không? Xuân nó lại đi chính giữa, Xuân có thể trai. Bolero, cũng có thể nhạc trẻ. Thì nó sẽ làm theo như thế nào, nghĩa là rồi ok rồi em đã tưởng tượng được Hà Thanh Xuân bò như thế nào rồi. Sao em nói chị nghe tưởng tượng thử theo dạ okay. Không để lúc đó thì khán nếu mà chị Thủy cho Hà Thanh Xuân bò trên cái piano đó thì quý vị sẽ thấy chứ giờ mình diễn tả nó đâu có trời em nghe được đu dây rồi em thích lắm mà nè cái này là nhớ cái bài này biết sao không lúc đó đó còn Thu còn nhớ đó là khán giả mà hâm mộ đâu có Facebook như bây giờ để mà nhắn tin gì đâu viết thư không à wow. Viết thư không à mà thích lắm cứ mỗi tuần ra ngoài tiệm của Thúy Nga đó là nhận thư nhận một sắp thư vậy nè trời lúc đó sướng gì đâu luôn á mỗi lần nhận sắp thư về ngồi đọc mà có một cái lá thư á của một do cái bài này nha có một cái bác đó là lúc đó là 84 tuổi bác gửi tới và đọc cái lá thư mới đầu hơi giật mình bác nói Hồ Lệ Thu ơi, tôi coi Hồ Lệ Thu cái bài này tôi yêu Hồ Lệ Thu quá mình hết hồn nói trời ơi sao mà bác 84 tuổi bác yêu con bác nhưng mà khi mà đọc xuống là bác nói là tại vì nhìn Hồ Lệ Thu nhớ một cái người bạn gái cũ tình yêu mà bác không bao giờ quên trong đời cho nên là tôi xem bài này tôi lại nhớ cô ấy và tôi yêu cái hình ảnh Hồ Lệ Thu chứ không có một cái gì ở đây cả. Ủa bác giải thích rõ vậy luôn hả? Vậy là bác đọc được tư tưởng của chị đó. Bác thấy là chị đọc viết ở trên là chị hiểu lầm cho nên xuống dưới bác chấm 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 giải thích. Rồi chứ mới đầu mình thấy yêu Hồ Lệ Thu giật mình rồi sao bác tới 84 tuổi lần là... Nhưng mà đẹp. Khi mà cái lá thư đó viết á mình mới thấy là một cái người khán giả người ta coi người nghệ sĩ đó. Người ta thích người nghệ sĩ là người ta có những cái ký ức trong cuộc đời người ta nữa. Yep. Mà mình đó mang là đến cái hành trình 40 năm đó chị. Đó là cả một vùng trời ký ức, một vùng trời kỷ niệm đó. Mà đó em phải công nhận là mà. Những cái bài của chị Thu vừa rồi là em chỉ được coi là cuốn 73, 74 mà nó dàn dựng là phải nói cô Shonda rất là tuyệt vời. Cô Shonda là cái một trong những cái mà Hà Anh Xuân rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được làm việc với lại đúng rồi, cô Shonda. Làm việc với cô Shonda. Em phải nói. Em nói như vậy cái lúc mà anh coi em diễn cái bài ở bên Singapore đó mà làm em làm cái cô ma nữ mà nhà bài. Ma đó không có được đu dây. Nhưng mà trời ơi. Tuy không được đu dây nhưng mà em có biết là lúc vậy mà là nghe nói Hồ Lệ Thu được đu dây là đang đúng muốn rồi. Được đu không nè. Nhưng mà quý vị coi cái cuốn đó là Xuân đó mà bay lúc mà dàn dựng á mà em ngồi ở dưới em cảm thấy giống là em đang, là bay, em đang bay thiệt mới thấy cái mức độ mà choreography của bà Shonda quá hay của cô Shonda quá hay. Anh biết cái gì không nói là cả một cái sự kết hợp giữa cái dàn dựng của cô Shonda Sawyer, góc máy quay, director, đạo diễn rồi âm thanh ánh sáng, tất cả mọi thứ nó phải kết hợp lại thì mình mới sống được trong cái lúc đó là ma hiện hồn hả? Em nhận cái bài đó là em lưu trai, em nghĩ là em sẽ được đu dây. Khoan, nghe Hạnh Xuân chia sẻ thật thì mình ngồi ở nhà là mình tại vì tính của Xuân cũng là thích tưởng bài tượng hình thích, đó, thích hình suy nghĩ và tưởng tượng tại vì giống như khi mình vẽ ra cái gì đó mình trong đầu mình thì em nghĩ là chắc bài này là có ma là có nghĩa là mình sẽ bị đu dây được đu dây trong phim vậy nhưng mà sau đó là cô Shonda nói không có đu dây mà là sẽ có ba người sẽ ẩm em lên mà bay ngang thôi em nói vậy là ma này bay không có cao đà thôi ma này bay là đà bay là đà mà thiệt là đà thiệt chị mà dễ thương lắm mấy đẹp biết sao không ma này là cần quyến rũ người phàm trần mà bay cao quá nhìn ta nhìn đâu có rõ để mà quyến rũ người ta được ma phải bay là đà complain đi lần sau cho thành ma đi bộ bây giờ bà đã tưng em chỉ muốn nói với chia sẻ với quý vị khán thính giả của Trung tâm Thúy Nga giống
giống như là em biết là cô Sandra Sawyer đã làm việc với trung tâm hơn bao nhiêu năm rồi, đúng không? Nhưng mà thật sự là mỗi một chương trình, mỗi một tiết mục là một cái sự sáng tạo mới. Đúng. Thật đúng. Sự cho nên quý vị sẽ coi hoài, quý vị sẽ không bao giờ thấy chán. Quý vị sẽ coi cái cuốn Paris by Night mới vừa rồi 134 ở Bangkok thì quý vị nói ồ trời 136 cũng đâu có gì đâu. Thưa quý vị, hoàn toàn mới. Khác dạ. Yeah. Mới, sáng tạo và tất cả những cái gì quý vị sẽ thấy trên sân khấu, quý vị chỉ có một tiếng thôi. Wow, yeah. Amazing. Đúng rồi. Quý vị nghĩ đi, có amazing. Một cái chương trình người Việt Nam nào tổ chức mà được một cái ekip kỹ thuật là cả một dàn từ Hollywood đâu thưa quý vị. Và tất cả những người mà đứng đầu cái dàn kỹ thuật của trung tâm Thúy Nga trên sân khấu Paris by Night đó, thì toàn đạt được những là những người đạt được những cái giải thưởng và nắm trong tay những cái chương trình rất là lớn của Mỹ. Yeah. Ví dụ như là đã từng được nhà, ví dụ như là những cái show như là The Voice, những cái show như là Miss Universe. Người design thiết kế sân khấu cho show Thúy Nga lần này hiện đang làm cho sân khấu cho cái chương trình Hoa hậu Hoàng Vũ. Yeah. Là Latricia Leon. Mm. Yeah. Miss Universe. Rồi những cái chương trình lớn như là cô Sandra Sawyer thì đã từng được đề cử là những người biên đạo múa là giải thưởng uy tín nhất của Hoa Kỳ. Mm-hmm. Rồi cô biên đạo cho những chương trình của Marvel. Mm-hmm. Thành ra là cái gọi là những cái credits, tức là những cái công việc của ekip Hollywood này. Kính thưa quý vị nghĩ đi, chương trình nào mà có được cái ekip Hollywood này? Dạ yeah, đúng rồi, rất là khó. Yeah. Nếu mà để mà có những cái người đứng đầu như vậy làm thì cái chương trình Thúy Nga tại sao mà mọi người coi lúc nào cũng rất là thích. Dạ yeah, đúng. Tại vì đó yeah. là những cái người đứng đầu thế giới rồi. Những cái người mà làm việc mà đứng đầu Hollywood là đều là đứng đầu thế giới. Cho nên tại sao mà những cái chương trình của Thúy Nga coi bao giờ cũng vậy đó mọi người. Khi mà được đi tập á, như là cái ngày đầu mình sẽ không thấy gì. Nhưng mà tới cái ngày thứ nhì là bắt đầu mình sẽ vẽ ra được cái bức tranh rồi bắt đầu qua ngày thứ ba mà khi ráp đủ hết lại tất cả mọi thứ thì rất là tuyệt vời quý vị. Và Hạnh Xuân được may mắn là khi cộng làm việc chung với lại trung tâm tiếng Nga thì Hạnh Xuân có rất là nhiều bài được làm việc với cô Shanda. Và bật mí tí xíu thôi là lần này cũng được múa luôn đó quý vị. Cái ma đó phải không? Phải ma đó không? À cái này là đấy nè, đấy nè, hình nhân cỏ đó. Đó là ma là đà đó. Cái ma là đà bay cao giống chị. À. Cái này là em bay mà bay ngang tại chị thôi. Thiên thần còn em là ma. Chị thiên thần nên chị từ trên trời chị xuống đó đó đó, đó. Bay là ngang là ngang vậy đó, đó. Dạ. Nhưng mà nhìn chị thấy không, nhìn mà giống như là đang bay thật đấy. Mà rất là tội các cái vũ công mà khi mà họ ẵm em lên á, em cái, nặng hả? Không phải, cái bộ trang phục nó rất là nhiều vải và nó dễ rất là trơn. Nên là khi mà ẵm thì họ sợ và họ có rất là nhiều cái kỹ thuật để họ giữ lại em, mà em cảm thấy là em feel an toàn. Yeah. Em có biết lúc anh ngồi với anh coi lúc anh ngồi anh coi em xong rồi nói trời bà Sanda khủng khiếp. Quá khủng khiếp, khi dựng là em ngay trên sân khấu mà em bay và em diễn ở trong đó mà em đó em xuất sắc luôn đó bé, anh thấy. Mà những cái người vũ công là họ phải che mặt hết, chị thấy không? Để mà họ có thể mà em chỉ sợ là họ sẽ không thấy vì ánh sáng sân khấu á thì họ sẽ không chụp được em cứ lo, nhưng mà thật sự ra họ rất là chuyên nghiệp. Và nhưng mà nghĩ tới cái này hay là che mặt lại để khi mà nâng Xuân lên á, không thấy những mặt người khác đúng nữa thì rồi. Xuân sẽ đang bay giống như là những đám mây trắng khói trắng ở trong thả ra, khói trắng ở trong thả ra, thành ra là đó nó mờ mờ ảo ảo tính tới cái mức đó thì đó em mới nghĩ là trời ơi sao mà cô Sanda cổ có thể mà sáng tạo như vậy. Còn bây giờ anh Tâm nè, cái ở Singapore em anh Tâm, cái tiết mục nào của anh Tâm là anh Tâm ấn tượng nhất? Ấn tượng là sao em? Ấn tượng là cái nhiều kỹ đó nè, là cái đầu tiên đó. Hồi nãy vậy cái đầu tiên là con đường nghệ thuật trong gai, đó là cái cuốn đầu tiên. Nhưng mà nói ấn tượng là cái như anh thấy em anh coi mấy cái livestream thì ý em nói ấn tượng là giống như mình có gì mà sâu sắc mình nhớ. Dạ, nhớ là nhớ hả? Nhớ đó là Tâm nhớ hình như là cái cuốn nào mà anh đóng mà nha sĩ phục hận á. Với anh Chí Tài chị Việt Hương ngậm một cái họng ta đùng và bông còn nhé kìa đó, ông Chí Tài ông nhổ răng anh đúng không anh? Đúng rồi đó, cái cuốn nè, cái cuốn đó, đây cuốn này mà anh bị trói xuống. Đó đúng rồi cái cuốn này. Tại vì cái thời lúc này đó là anh Chí Tài với Việt Hương hay về Việt Nam lắm. Đó, cái này là trói thiệt nha. Rồi. Trời còn em bị trói mà mọi người rất là vui vẻ. Anh bị hành hạ sao mọi người vui dữ vậy ta? Sao cái đeo đó giống như ăn crawfish quá vậy ta? Nói dạ đúng đó. Ôi ôi. Người mê crawfish dạ, người, ra dạ lúc đó quảng cáo tiệm crawfish của anh Trọng chị Hương Thủy với chị Kỳ Duyên. Nhưng mà crab đó. Anh nhưng mà em phục thiệt á, sao miệng anh nuốt được nhiều cục bông còn dữ vậy? Oh my gosh.
Em cái đó là một cái bỏ Khánh là ơi. Bông gòn là bông gòn thiệt nha, bỏ bỏ vô trong đó thiệt luôn. Gấp hoài không hết được vậy cái khoang miệng của anh Tâm đó chị. Ôi trời ơi. Người ta nói miệng rộng thì sang đó. Dạ. Miệng rộng thì sang đó. Oh my god. Trời ơi. anh có nuốt cái cục bông gòn nào không anh Tâm? Không em, là có đúng là ông nhét thì anh Tài khán giả càng cười ông càng nhét, thật sự là đúng lúc tập đó là nó nhét chút là đủ rồi, khán giả cười quá anh cứ càng nhét vô mà ở dưới anh càng nhét thì khán giả càng cười rồi nhây đó chị. Tức là khi mà khán giả cười thì đó là cái một hơi ra một đống vậy. Em tưởng đâu em siết không ấy chị, em tưởng em làm siết không chứ em cũng có làm hài chị, lúc đó em coi em tưởng em làm siết không. Người ta là siết là nuốt lửa. Dạ. Nuốt lửa nuốt tiếng. Em nuốt bông gòn. Ngoài Tâm là nuốt một gọn. Mà lúc đầu tập đó là nói thôi nhét vài miếng thôi quý vị. Rồi cái tự nhiên khán giả vui cười quá rồi ổng nhét thiệt chị. Không nhét thiệt. Anh ơi, anh em chúc mừng anh. Thái Lan nổi tiếng không phải bông gòn mà là sầu riêng. Em chúc mừng quỷ ác. Quỷ ác với anh ghê vậy. Sầu riêng nha anh Tâm nha. Và quý vị biết sao lúc tập cái kịch này nè, là thời đó thì như là các anh hay chị hay về Việt Nam lắm. Và nhận cái kịch rồi có chị Hương Thủy nữa. Rồi còn có mình em với chị Hương Thủy à. Hai chị em là nắm cái kịch thông xuôi rồi nhìn rồi tập một lần rồi lên diễn vậy đó. Cho nên dạ, tập được một lần dạ. Tại tập lần cho nên rồi rồi lúc tập đó là nhá hiểu nhá dài cục thôi thôi ông nhén một viên nữa ông nhén nửa cục luôn đó, mua một cái know, một bịch nửa cái bịch một luôn nửa đó. Cái bịch vô trong miệng đó em công nhận Hoài Tâm sang. Miệng rộng miệng sang. Rộng thì sang thanh thang nhờ vậy mà răng anh Tâm trắng ha. Không em dạ răng anh trắng thì từ hồi đó giờ răng anh trắng hột xoàn đã kém thua lâu rồi em. Bây giờ mình lại lơ qua cái chủ đề ẩm thực rồi, thôi bây giờ mình trở lại nghệ thuật đi. Bây giờ tới chị Thu hát đi. Ok. Dạ. Rồi bây giờ Hồ Lệ Thu sẽ hát bài Chén Đắng. Bài hát này là một trong những bài hit của Hồ Lệ Thu mà mọi người rất là thích. Rồi bây giờ mà nhiều khi đang đi ngồi mà để ta say đâu đó với bạn bè á thì mọi người cũng kêu hát Chén Đắng karaoke. Cho nên là bây giờ Hồ Lệ Thu sẽ tặng mọi người bài Chén Đắng. Nhớ ta. Em bắn tim nha. Bắn tim nhiều vô. Với lại bạn bè mà Thu đang coi livestream thì nhớ bắn tim ào ào vô nha. Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em, tiếng yêu thương ngày nào còn vang mãi trong ký ức đau thương. Như hôm nào mình cùng nhau chung bước đi, để bây giờ một mình em lạc lối xưa. Vầng trăng khuya đã mang theo bóng hình em. Yêu một người dù lòng em chẳng có anh, yêu một người dù tình em chỉ xôn xa. Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa. Nhòa vàng xa khuất màn sương, chỉ mong tình yêu em theo ngày tháng. Nhấm chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay. Dẫu biết yêu thương là trò đùa mà lòng vẫn mê say. Nhòa vàng xóa khuất màn sương, màn đêm con hiu hắt men sâu. We'll be right back.
nhòa vàng xa khuất màn sương, tàn đêm con hiu hát men sầu. Nhâm chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay? Dẫu biết yêu thương là trò đùa mà lòng vẫn mê say. Đã cố quên đi người, anh chẳng quên năm nào. Nhạt nhòa vàng xa quất màn sương, tàn đêm con hiu hát men sầu. Nhạt nhòa vàng xa quất màn sương, tàn đêm con hiu hát men sầu. Cảm ơn tiếng đàn guitar cái này hay là chưa quá, chưa có rượu hay đó hay. Nhưng khán mà giả chị Thu mà có rượu cho còn hát hay hơn nữa. Khán giả đọc nói 10 lần này là chén đắng cũng là cái chén rượu đó. Dạ yeah. Không phải khen Thảo nữa. Thảo vừa Thảo ơi nghe chị Thu hát bài này trên 100 lần mỗi lần mình đi show. Nhưng hôm nay với một cái version acoustic. Acoustic. Wow. Trời ơi, nói cái chữ acoustic này nó phăng xê mà em thấy nó sáng. Đã gì đâu á. Mà hồi nãy đó là Hồ Lệ Thu có xin rồi mai mốt dạy chị á nha, đánh đàn hay quá. Giờ này Hồ Lệ Thu tự nhiên mê muốn ôm cây đàn guitar vừa gảy đàn vừa hát. Thành ra vừa thấy cái là xin bái sư liền. Hay quá. Nhưng mà ôm đàn thì không có trường bò với lại đu từ trên từ xuống được đâu nha. Thì lâu lâu mình trường, lâu lâu mình bò, rồi lâu lâu mình ôm đàn. Chị Thu. Chị làm lấy show chị đi cho hồi lại Thu. Đó rồi cái giờ. Khán giả thân là 10 năm rồi mà chị Thu càng ngày càng trẻ, rất hợp với mái tóc tém và giọng hát vẫn sexy như ngày nào. Diane Trần thì nói là đã mua vé rồi, can't wait to meet up with Thúy Nga, Thúy Nga's family in Bangkok. Yeah. Yes. Khán giả yêu cầu em vẫn tin với lại để ta say quá trời quá đất hơn. Ồ em vẫn tin hả? Dạ. Em vẫn tin là một cái bài mà chính Hồ Lệ Thu viết lời Việt. Bài đó là nhạc Hàn Quốc mà Hồ Lệ Thu viết lời Việt. Lúc đó viết cho một cuộc tình của Hồ Lệ Thu. Cho nên là lúc đó rất là tâm tư và cái bài hát đó rất là hay. Mà bài hát đó cũng là một kỷ niệm nha. Lúc đó là cái thời mà nhạc Hàn Quốc nè, phim Hàn Quốc coi như là chiếm lĩnh Việt Nam đó. Thì Hồ Lệ Thu lại là người đầu tiên, người ca sĩ đầu tiên được quay, được Trung tâm Thúy Nga, được chị Thủy cho quay MV tại Hàn Quốc. Mà với đạo diễn Hàn Quốc và cái người diễn viên diễn với Hồ Lệ Thu là một diễn viên Hàn Quốc luôn. Trời lúc đó là mọi người trầm trồ suýt xoa. Trời ơi, hồi đó lúc đó nó sướng gì đâu mà sướng luôn. Nga chịu đầu tư dễ sợ. Mà em có ý kiến này được không? Em định hỏi là tại vì hồi lúc đó là phong trào phim Hàn Quốc đang hot. Còn bây giờ là phong trào phim Thái Lan là đang chiếm lĩnh thị trường phim bộ. Vậy hả? Có khi nào mình đi qua đó mình quay MV bên đó luôn không mọi người? Bốn đứa mình làm cái MV đi. Ok dạ, chị hát để múa phụ họa. Thưa quý vị, em thiết nghĩ là nếu mà muốn quay MV bên đó thì chắc là cũng phải cần thêm sponsors. Nhưng mà hiện giờ thì trong giây phút này thì chúng tôi cũng xin thay mặt Trung tâm Thúy Nga và các anh chị em ca nghệ sĩ gửi lời tri ân và chân thành nhất đến với tất cả những nhà sponsors đồng hành cùng với Paris Panay 136 in Bangkok, Thái Lan, hành trình 40 năm của Trung tâm Thúy Nga. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn công ty BST Travel. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Nails of America và hệ thống Milano Nail Spa là chuỗi hệ thống nail spa triệu đô do anh Thái Trần sáng lập. Hiện có trên 100 cửa hiệu sang trọng bậc nhất Texas đang bắt đầu vươn tầm ra những tiểu bang đông người Việt tại Hoa Kỳ để nâng tầm kỹ nghệ ngành nail lên đẳng cấp thương hiệu quốc tế. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn công ty Lexor, The Key to Salon Success. Chúng tôi xin cảm ơn công ty D&D Gel được bầu chọn là thương hiệu gel tốt nhất trên thị trường hiện nay. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Dr. Sam
Health is wealth, sức khỏe là vàng. Chúng tôi xin cảm ơn dầu gió xanh hiệu con ó Eagle Brand, dầu gió hiệu con ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Chúng tôi xin cảm ơn Mabi, app nail Việt cho người Việt, kết nối các chủ tiệm nail, những người thợ và các khách hàng nhanh chóng và tiện lợi nhất. Và chúng tôi xin cảm ơn Peer, Point and Peer, ứng dụng mạng xã hội tương lai giúp tất cả chúng ta kết nối một cách gần gũi và chân thực hơn với các chức năng hiện đại không gian 3 chiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những nhà sponsor của Paris 136. Em nói đúng, chắc phải cảm ơn những người sponsor của Trung tâm Thúy Nga. Tại vì Tâm cũng hay thường nói đó, thời buổi kinh tế nó khó khăn thì có thật mới giật được đạo, đúng không chị? Dạ. Mà có những nhà tài trợ quá tuyệt vời để góp một bàn tay để phụ cho Trung tâm Thúy Nga, để có một cái chương trình hoành tráng mà giống như là để cho chúng ta có những cái gì đó để một lúc nào đó chúng ta ngồi lại để xem lại, thì nó một điều rất là tuyệt vời. Dạ, chắc cũng cảm ơn. Dạ. Tại vì những nhà tài trợ là luôn luôn đồng hành với Trung tâm Thúy Nga để mà cùng đóng góp, để cùng với Thúy Nga làm nên những cái chương trình Thúy Nga từ 40 năm nay. Và thực sự phải nói là cái chương trình Thúy Nga có rất là nhiều cái giá trị nghệ thuật mà cả văn hóa nữa. Cho nên nó để mà giữ một cái chương trình của Trung tâm Thúy Nga cũng là giữ cái văn hóa của người Việt. Mà rất là nhiều những cái bạn trẻ ở nước ngoài học tiếng Việt qua những cái chương trình của Thúy Nga. Học tiếng Việt qua những cái bài hát của Thúy Nga, cho nên là để mà giữ cái nền văn hóa cho con em những cái thế hệ thứ ba sau này, họ vẫn tiếp tục giữ tiếng Việt và giữ văn hóa Việt Nam, thì rất là cảm ơn những cái nhà tài trợ đã đồng hành với Trung tâm Thúy Nga để mà cùng đóng góp, để mà cùng Thúy Nga có những chương trình để giữ cái nền văn hóa và Việt Nam. Thật sự vậy luôn á, chị Thu biết không, em có một đám em, chị Thu với Xuân với Ngọc Hân, là đương nhiên John Nguyễn làm cho Trung tâm Nga là em, thì em có một đám em luôn mà tất cả là các bạn đều American born hết. Và thật sự các dạ sanh ở Mỹ và các bạn đều nói tiếng Việt được. Và khi em gặp em nghe, ôi sao em nói được tiếng Việt hay vậy? Nó là tại vì em qua Paris by night. Thì em cứ tưởng có một mình John thôi, thì là đã đối với em nó là một sự bất ngờ rồi. Mà em có tới gần 6-7 đứa mà tụi nó nói rất là fluently, như là trôi chảy luôn. Dạ nó trời ơi chết chao, em nói còn không có fluently bằng mấy đứa em. Em nói có phát tiếng Anh vô trong đó. Dạ nó xin lỗi quý vị, rồi các em đó là Tâm rất là bất ngờ là các em nói tiếng Việt một cách rất trôi chảy. Và ấy thì các em mới nói là dạ em coi Paris by night cho nên em biết Anh luôn, cho nên là em ngạc nhiên lắm. Mà còn một điều nữa mà tôi nghĩ là không thể nào mà không nhắc tới, đó là chú Ngạn. Trong cái hành trình 40 năm chú Ngạn đó, phải nói là chú rất là uyên bác. Có khi mà chú dẫn chương trình á, thực ra là có những cái mà chú nói á, mà mình thực sự là như mình hồi luôn. Hồi xưa là Thu đi học ở trường là rất là giỏi văn, học rất là giỏi văn, biết rất nhiều, nhưng mà thực sự có nhiều điều mà chú nói ra mình á, ủa mình không biết luôn á. Mình phải học từ những cái phần dẫn chương trình của chú lại về cái văn hóa Việt Nam nữa. Em ăn gan dữ lắm, bây giờ bao em cũng đi dẫn MC đó chị, em lấy mấy cái băng cũ của chú ra em coi, em copy em viết xuống em về em nói y chang, nói như là em đã biết rồi vậy. Thì mà thật sự em học gì dạo này hay luôn. Thật sự là em ăn gan của chú. Chị ơi, ảnh bây giờ nè chị, ảnh làm kịch sĩ không, ảnh chịu không được. Ảnh mở quán ăn, ảnh mở tiệm bếp sĩ, ảnh mở tiệm wellness, ảnh đi làm diễn viên wellness điện ảnh hả? Ảnh đi làm diễn viên điện ảnh. Bây giờ ổng tràn qua, ổng làm MC, ổng cướp show của em luôn. Vậy rồi chị làm sao cho được. Oan cho em quý vị. Quý vị nghĩ đi quý vị. Nhưng mà thôi bây giờ cái chuyện đó ân oán giang hồ, mình sau livestream mình sẽ tổng giải trong nội bộ với nhau. Yeah. Nhưng mà hiện giờ thì kính thưa quý vị, chúng tôi đang rất chờ đợi để quý vị mang hành trình 40 năm với Trung tâm Thúy Nga Paris by Night của chính quý vị để đến với hành trình 40 năm của tất cả chúng tôi vào hai ngày 29 và 30 tháng 7 sắp tới đây tại Bangkok, Thái Lan, Siam Paragon là địa điểm mà chúng ta tổ chức Paris by Night 134 năm ngoái. Hiện giờ có những số điện thoại hotline để cho quý khán giả nào mà không lớn tuổi, không có rành sử dụng app ứng dụng Thúy Nga Paris by Night để mua vé, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với những hotline đó để đặt vé, và thậm chí là còn có vé theo tour du lịch để dẫn những quý vị cao niên lớn tuổi hoặc là chưa xuất ngoại bao giờ hoặc là muốn đi thăm thú Thái Lan
kết hợp với xem show Paris by Night. Nói chung phục vụ trọn gói, nhiệm vụ của quý vị là mua vé, nhiệm vụ còn lại tất cả để tụi em lo. Vậy được chưa? Thành ra là rất mong là quý vị sẽ đến với Paris by Night 134 in Bangkok, Thái Lan. Bây giờ mình còn vài lời, vài phút nữa thôi. À, nhắn nhủ vài điều đến với fans của mình đi nào. Chị Thu nói trước đi. Cảm ơn ba em đã nhường Hồ Lệ Thu nói trước. Hồ Lệ Thu mong là sẽ gặp rất là nhiều bạn bè ở khắp nơi trên thế giới đến với Paris by Night 40 năm ở Bangkok. Và nhất là những người bạn ở Việt Nam á, mà trong cái cuốn Paris by Night ở Singapore và Thái Lan lần trước á, đã đi xem mà hỏi Thu là có diễn không mà sao không thấy, thì kỳ này nhớ đi trở lại nha. Kỳ đó là mọi người đi tới mấy chục người một nhóm đó, thành ra kỳ này mọi người nhớ đi trở lại để mình gặp nhau ở Thái Lan kỳ này. Mọi người sẽ gặp lại Hồ Lệ Thu trên sân khấu Thúy Nga, và hy vọng là từ giờ đến đó đó là Hồ Lệ Thu sẽ nhận được phải vài trăm cái tin nhắn của bạn bè là mình đã đặt vé rồi nha. Xuân ơi. Và Hà Thanh Xuân thì cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ giống như anh Tâm, chị Hồ Lệ Thu, và luôn mong muốn gặp gỡ tất cả quý vị một cách là đầy đủ và đông hết nha quý vị. Và bạn bè em thì cũng đã mua ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà là fan của Hà Thanh Xuân ở Việt Nam mà mình có một cái dịp, tại vì nó cũng vào cái dịp hè, nên là mình có thể đi cùng với gia đình đến mình tham dự show, rồi sau đó mình đi chơi ở tại Thái Lan, Bangkok. Và Hà Thanh Xuân rất mong được gặp gỡ tất cả quý vị một lần nữa tại Thái Lan, Bangkok. Đông vui nha quý vị. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ đến anh Tâm chia sẻ nha. Dạ thưa quý vị, thì Hoài Tâm biết là thời buổi này là kinh tế nó rất là khó khăn, cho nên là thật sự nếu mà mình đi coi đi du lịch, rồi mình coi show, rồi mình đi shopping đồ này nọ nữa, thì nó cũng hơi kẹt cho mọi người. Nhưng Hoài Tâm chỉ muốn nói với quý vị câu này, cứ chơi đi cho hết đời trai trẻ, rồi về già mình lặng lẽ chạy Uber. Live short quý vị ơi. Ở Việt cho Nam nên... là chạy Grab đó anh. Chạy Grab đó quý vị. Ở đây là tụi em chạy Uber, bên quý vị chạy Grab. Nhưng mà em nghĩ rằng là 40 năm là một chặng đường. Và một cái cột mốc rất là quan trọng. Cho nên là em nghĩ là cuộc sống nó rất là ngắn ngủi, thì chúng ta cũng đôi lúc mình đi làm về mệt mỏi, chúng ta cũng phải có những thời gian để nghỉ ngơi, để giải trí, để relax, rồi chúng ta nạp pin, rồi chúng ta về, nhiều khi chúng ta mới sáng tạo và chúng ta mới nghĩ ra con đường làm sao giàu hơn được nữa. Cho nên là mong rằng là hẹn gặp tất cả các quý vị hãy đến với chương trình Paris by Night 136 ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 29 và 30 tháng 7 nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn chị Hồ Lệ Thu, cảm ơn anh Hoài Tâm và cảm ơn Hà Thanh Xuân, cũng như là cảm ơn guitarist Nguyễn Phương Thảo đã đến với livestream ngày hôm nay. Và cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của tất cả quý vị. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị hai ngày 29 và 30 tháng 7 tại Bangkok.